Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ và chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin nổi bật trên báo chí số ra ngày hôm nay. Trong những ngày vừa qua thì câu chuyện đi chợ có lẽ không chỉ riêng của các bà nội trợ mà còn là câu chuyện chung của toàn xã hội. Nếu lướt trên mạng Facebook thì có lẽ việc đi chợ bằng phiếu đang chiếm nhiều sự quan tâm trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, có một nghịch lý là mặc dù có phiếu nhưng mà việc đi mua chợ hay là mua hàng thì không phải là chuyện dễ dàng. Thực tế này đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể quý vị có thể tìm đọc trên trang 6 của báo Thanh niên cùng với bài viết là khó mua được hàng bằng đi chợ. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương là Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực tế nguồn hàng thiết yếu về Thành phố Hồ Chí Minh không thiếu, nhưng mà các kênh phân phối như là siêu thị, điểm bán hàng không đáp ứng nổi nhu cầu vì quá nhiều chợ bị đóng cửa. Toàn thành phố chỉ còn khoảng 27 trên 237 chợ đang hoạt động, chủ yếu ở các vùng gian, vùng ngoại thành, còn trong nội đô đã ngừng toàn bộ. Thế nên áp lực mua hàng thiết yếu dùng hết lên các hệ thống phân phối hiện đại. Trong khi đó, các chủ bán hàng hiện đại cũng có nhiều điểm tạm ngừng vì có ca f 0 nhân viên bị thiếu hụt vì phải đi cách ly. Ngoài ra, thời gian hoạt động tại siêu thị nay giới hạn từ 7 đến 17 giờ. Việc để... để việc cung ứng hàng quá giảm mạnh khiến cho người dân đã khó càng trở nên khó khăn hơn. Và trước thực tế đó, Sở Công Thương đã có một số đề xuất giải pháp và được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận. chỉ đạo triển khai... Theo đó, các quận quyện ưu tiên tăng cường các phương án để sớm mở trở lại các điểm bán lương thực thực phẩm tươi sống thiết yếu tại các chợ đang ngừng hoạt động. Sở cũng chỉ đạo trong trường hợp chợ không tổ chức lại được, cần phải bổ sung các điểm bán hàng trong địa bàn quận, tìm những khu vực trống, kẻ ô cho người dân, tiểu thương bán, giới hạn từ 3 đến 6 người. Sở Công Thương cũng sẽ tăng số lượng đầu xe bán hàng lưu động lên gấp đôi. Vào ngày hôm qua, thì đã có 50 xe bán hàng lưu động hoạt động và có khả năng tăng lên 100 xe trong thời gian tới. Vâng, có thể thấy rằng là đi chợ bằng tem phiếu hay là ra đường phải có phiếu đi lại, giấy đi lại, giấy thông hành thì mới được cấp phép, mới được chấp nhận. Đó là những, có thể là có thể nói được là những nghịch lý mà chúng ta chỉ có thể thấy được ở trong những khoảng thời điểm ở trong quá khứ. Thế nhưng bây giờ ở hiện tại thì thực sự là trong thực tế chúng ta đang phải à, có những cái biện pháp như vậy để có thể chống dịch một cách an toàn nhất. Và cũng liên quan tới việc là dung giải chuyện đi chợ thì trên trang một của, à, trên trang 1 và trang 6 của một cà phê chủ nhật trên bàn, bảng sáu tuổi trẻ vào số ra sáng ngày hôm nay cũng đã có một bài viết bình luận về với những bình luận đáng chú ý về câu chuyện này với một cái tít cũng khá là dễ thương đó chính là dôm giả chuyện đi chợ và ngay sau đây phương thúy xin được phép trích đọc cùng quý vị khán giả. Hàng loạt mô hình đi chợ thời dịch với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên đã ra đời. Nhiều doanh nghiệp tay ngang chuyển sang cung cấp thực phẩm, thậm chí có người đề xuất mô hình dân quân địa phương đi chợ giúp dân, vân vân. Có lẽ dù bàn thế nào thì tổ chức tốt đến đâu cũng không thể mua sắm như là khi chưa có dịch. Sự linh hoạt của cơ chế thị trường, cung luôn đáp ứng cầu cũng bó tay trước một tình cảnh đặc biệt đó là ở nhà để chống dịch chỉ còn một cách mà mọi người có thể tham gia là sống đơn giản hơn nữa bởi số ngày giãn cách không dài thêm nếu như mọi người bớt giao tiếp, không ra đường, thực hiện đúng gia đình cách ly với gia đình. Thà đau một lần, nhiều người nói như vậy khi phải giãn cách nghiêm ngặt Đơn giản hơn là chịu khó thêm một chút nữa trong cuộc sống cũng thà là đau một lần để những ngày hết giãn cách có cơ hội sớm được xuất hiện. Và những thông tin rõ hơn về bài viết này, quý vị khán giả có thể tìm đọc trên trang 1 và trang 6 của mục Cà phê Chủ nhật báo tuổi trẻ số ra sáng ngày hôm nay. Ông một khía cạnh khác của câu chuyện mua sắm trong thời dịch, Rõ ràng là trong thời điểm này thì rất nhiều những hành động đầu cơ tăng giá cũng đã xảy ra và việc giám sát thông qua những chiếc camera, những hình ảnh được ghi lại tại những nơi buôn bán là các chợ, những điểm buôn bán hàng thực phẩm thiết yếu là điều vô cùng cần thiết. Thế nhưng vì sao thực tế là rất nhiều những điểm buôn bán cấm camera chụp ảnh? Đây là một thực tế đang được diễn ra và báo tuổi trẻ đã đề cập. Tại hầu hết các cửa hàng bán thực phẩm thiết yếu thuộc chủ bán hàng của một công ty đều dán biển bảo là cấm chụp hình. Việc này có được phép hay là không? Quý vị và các bạn có thể tìm câu trả lời trên trang 18 của báo Tuổi Trẻ cùng dòng nhan đề Cửa hàng thực phẩm cấm quay phim chụp hình. Cụ thể phóng viên của báo Tuổi Trẻ đã liên hệ với luật sư Hà Hải, là phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ việc các cửa hàng bán lương thực thực phẩm thiết yếu có được dán biển cấm chụp hình hay không. Theo đó luật sư Hà Hải khẳng định các cửa hàng bán lương thực thực phẩm thiết yếu không thuộc các khu vực cấm quay phim chụp hình, không thuộc trường hợp cấm quay phim chụp hình và không thuộc trường hợp khi quay phim chụp hình phải được sự chấp thuận của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Tương tự, luật sư Trương Xuân Tám, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng cho biết, hàng quá thiết yếu của doanh nghiệp bài bán và giá cả của hàng quá không phải là điều bí mật, chưa kể pháp lệnh về giá là phải công khai. Thậm chí người tiêu dùng khách hàng có quyền được giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm. Và trong nhiều phương tiện để giám sát có hình ảnh bằng quay phim chụp hình, theo các luật sư hiện chưa có quy định xử phạt hay buộc cá nhân tổ chức tự ý dán treo biển cấm chụp hình phải gỡ bỏ nếu người dân chụp hình có xảy ra ẩu đả gia chạm với cá nhân tổ chức tự ý treo biển cấm không đúng làm hư hỏng máy ảnh hay xâm phạm thân thể người chụp hình thì đã được các luật sư khác điều chỉnh Thưa quý vị, trong điều kiện dịch bệnh khó khăn cũng như là diễn biến phức tạp và khó lường thì tất cả các doanh nghiệp nếu như được hoạt động vẫn còn đang được hoạt động thì cần phải chấp hành nghiêm ngặt các quy định năm cao của Bộ Y tế kèm theo đó là các quy định về an toàn cho sức khỏe của người lao động. Cụ thể tại tỉnh Bình Dương thì hiện nay có hơn 3.900 doanh nghiệp đăng ký thực hiện phương án ba tại chỗ, ăn, ở, sản xuất tại nhà máy. Việc làm này thì được kỳ vọng là giúp địa phương thực hiện nhiệm vụ kép vừa sản xuất vừa chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến hết sức căng thẳng. Thế nhưng bài toán này lại không hề đơn giản và quý vị khán giả nếu như quan tâm tới vấn đề này có thể tìm đọc trên trang 6 của báo Người Lao động với bài viết Lý do nhiều doanh nghiệp Bình Dương ngưng bà tại chỗ xin được phép trích đọc cùng quý vị khán giả. Theo bài viết thì tính đến ngày 29 tháng 7 đã có hơn 110 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngưng thực hiện phương án bà tại chỗ do xuất hiện trường hợp người lao động dương tính với SARS-CoV-2 khi tiến hành test nhanh trong công ty Điều này khiến người sử dụng lao động và người lao động lo lắng. Có thể thấy rằng thực hiện ba tại chỗ không hề đơn giản. Có nhiều doanh nghiệp không thể đáp ứng được nên đã chọn phương án để công nhân tạm nghỉ. Phần lớn đây đều là những doanh nghiệp quy mô lớn, chỉ từ 10.000 lao động trở lên với việc lo ăn ở tại chỗ cho lượng lớn người lao động khó khả thi. Cũng có rất nhiều người dặ cũng có rất nhiều những doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng vật tư thậm chí là cải tạo lại công năng của nhà máy để đón những công nhân vào nhà máy nhưng cuối cùng lại phải ngưng do có ca dương tính và điều này khiến cho doanh nghiệp mất rất nhiều chi phí và với tình hình hiện nay thì nếu như doanh nghiệp thực hiện được ba tại chỗ thì phải tốn rất nhiều những chi phí và rủi ro vẫn tiềm ẩn dẫn đến tình trạng chuỗi cung ứng có thể kéo dài bị gián đoạn do vậy ngoài đẩy mạnh tiêm vaccine thì vẫn cần phải phòng chống dịch quyết liệt Hiện nay thì câu chuyện tuyển dụng lao động trong mùa dịch vẫn đang là một câu chuyện được quan tâm. Trong khi nhiều lĩnh vực đang gặp khó khăn do dịch bệnh buộc phải đóng băng tuyển dụng thì vẫn có một số ngành nghề khác để mạnh việc tìm kiếm các ứng viên. Cụ thể như thế nào quý vị có thể tìm đọc nội dung này trên trang 7 của báo Người Lao động cùng bài viết Tuyển dụng lao động nơi sờ nổi nơi thận trọng. Trong báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung cấp cao tại thị trường Việt Nam trong quý 2 năm 2021 và dự báo nhu cầu tuyển dụng trong 6 tháng tới do Navicross Group vừa phát hành, ngành ngân hàng chứng khoán bảo hiểm có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn các vị trí như là sale, tư vấn kinh doanh, các vị trí mảng công nghệ thông tin phục vụ cho việc phát triển hệ thống và chuyển đổi số. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng do người lao động lo lắng về dịch bệnh nên đã về quê. Tuy nhiên, việc tuyển dụng cũng rất dài dặt bởi các doanh nghiệp đều lo sợ trong thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong nhà máy, xí nghiệp là rất cao. Thưa quý vị, trên một trang báo của Báo Pháp luật Việt Nam sáng ngày hôm nay cũng đã đưa ra một bài viết đó là những lưu ý khi chăm sóc người cao tuổi trong mùa dịch. Bởi vậy mà chúng ta vẫn luôn nói rằng là cần có những phương pháp bảo vệ cũng như là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi hợp lý để có thể phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh, dịch bệnh xâm nhập. Bởi vì đây, người cao tuổi là một trong những đối tượng có nguy cơ biến chứng rất cao khi nhiễm phải Covid-19 nhiều người già sợ buồn nên thường có thói quen là giao lưu trò chuyện với hàng xóm hoặc là những người xung quanh đặc biệt là ở những vùng chưa áp dụng giãn cách thì người già vẫn gặp nhau đi sang nhà con cháu hay là tập thể dục điều này gây ra nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và nguy hiểm cho sức khỏe người cao tuổi nên hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp với người khác đặc biệt trong không gian kín tạm thời tại thời điểm này chỉ nên giữ liên lạc với con cháu và người thân ở xa qua các thiết bị điện tử hay là video call nếu như sống cùng nhiều người trong nhà thì hãy sắp xếp một phòng riêng với chế độ chăm sóc đặc biệt và hạn chế tiếp xúc không an toàn đối với những người cao tuổi, đặc biệt nếu người trẻ trong nhà có việc thường xuyên đi ra ngoài. Hiện thì cả nước đang mở rộng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và đây là biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa và giảm biến chứng nặng của COVID-19. Các bác sĩ cũng khuyến cáo các gia đình nên ưu tiên đăng ký tiêm ngừa cho người già, người có bệnh nền trước rồi mới đến các thành viên khác. Trường hợp người cao tuổi mắc phải COVID-19 cần lập tức liên hệ nhân viên y tế để được hỗ trợ đưa đến các cơ sở y tế điều trị theo đúng phác đồ do các bác sĩ đưa ra và không nên tự ý điều trị tại nhà theo tự sự tư vấn từ mạng xã hội.